bất động sản Cần Duộc Long An xin kính chào tất cả quý vị và khán giả trong nước và ngoài nước và nhà đầu tư. Lời nói đầu tiên cho em xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú, anh chị em và nhà đầu tư đã luôn ủng hộ em. Hôm nay em xin phép review một căn nhà phố mặt tiền cách tỉnh lộ 85A 50m. Đây là tỉnh lộ 85A nha. Còn hướng này là hướng vào căn nhà của mình. Đó, mặt tiền đường nhựa nha. Trước mặt của mình là ngã ba tỉnh lộ 85A và tiếp giáp với tỉnh lộ 85B. Hướng đó là hướng về Long Thượng và đi Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Từ đây tới ngã ba 100m. Đây mình cho quý vị, cô chú anh chị xem nha. Đó, phía trước của mình là cái ngã ba nha. Mình ngã ba, mình rẽ trái là mình đi về Long Thượng đó. Còn mình đi thẳng là về thị trấn Cần Duộc nha. Cự ly rất là gần. Còn đây là cái hướng ngược lại. Ngược lại là mình đi ngã tư Sào Đôi nha. Đây là đi ngã tư Sào Đôi nha. Ngã tư Sào Đôi mình đi đến Đức Thiện Bình Chánh nha quý vị. Rồi, bây giờ xin mời cô chú anh chị em và nhà đầu tư song hành theo mình review vào một căn nhà của mình ha. Một căn nhà tuyệt đẹp nha. Cách tỉnh lộ 85 50m thôi. Xung quanh là nhiều tiện ích nè. Siêu thị Bách Hóa Xanh và trường học và ủy ban nhân dân xã của Mỹ Lộc nha, cô chú anh chị em. Rồi, review vô căn nhà của mình. Một căn nhà phố tuyệt đẹp, mặt tiền đường nhựa xe tải nha quý vị. Quý vị nào muốn mua đầu tư hoặc ở hoặc cho thuê thì liên hệ số điện thoại hotline trên màn hình nha. Rồi, tới căn nhà mình. Từ tỉnh lộ 85 mình vừa chạy vô là tới liền nha. Đây, trước nhà mình là có đèn đường nha. Đó, đèn đường. Đèn đường camera luôn đầy đủ nha quý vị. Đây là căn nhà mình xin được phép giới thiệu cho cô chú anh chị em. Một căn nhà phố tuyệt đẹp nha. Nhà một trệt, một lầu, 3 phòng ngủ, 2 toilet và 1 phòng khách và 1 phòng bếp. Diện tích ngang 4m2, dài 23. Đây là đường nhựa xe tải trước nhà, kế bên là tỉnh lộ 85A. 50m thôi là mình đã tới căn nhà phố của mình rồi. Một căn nhà tuyệt đẹp nha quý vị. Cái này xe hơi xe tải ra vào thoải mái. Rồi, xin mời cô chú anh chị em theo chân mình review vào căn nhà nha. Rồi, tầng dưới đây. Đây là tường ốp gạch men hết toàn bộ nha quý vị. Còn đây là một bộ ghế salon. Cô chú anh chị nào mà sở hữu căn nhà này thì xin tặng bộ ghế salon tuyệt đẹp này nha. Một căn nhà khá là đẹp. Đây là tầng dưới nha, tầng dưới ốp gạch men hết toàn bộ nha. Cầu thang lên lầu 1 thì cầu thang gỗ ha. Đá hoa cương nha. Đây là lên lầu 1 nha quý vị. Còn ở dưới này là một phòng ngủ, một phòng ngủ rộng lớn nha. Còn ở phía sau này là một phòng bếp. Đây là cái bếp dưới. Còn ở phía sau nữa, phía sau này là cái nơi mà mình giặt giũ rồi. Ở phía sau, phía sau có một toilet luôn nha, là tầng dưới nha. Còn bây giờ mình lên tầng trên cho cô chú anh chị xem nha. Rồi, mình lên tầng trên nha. Tầng trên là rất là rộng rãi đẹp nha quý vị. Cầu thang gỗ, đá hoa cương lầu nha. Đây một căn nhà quá là đẹp nha quý vị. Đây tầng trên, đây là toilet tầng trên nha. Đây là phòng ngủ khá là đẹp nha. Đó. Còn bên đây một phòng ngủ nữa nha quý vị. Đó, đây là phòng ngủ. Còn phía trước này là phòng thờ ha. Đây là phòng thờ nha. Rồi, mình xuống tầng dưới. Tầng trên là 2 phòng ngủ và 1 toilet. Phòng dưới là 1 phòng ngủ, 1 toilet và 1 phòng bếp, 1 phòng khách.
Tổng cộng căn nhà này là 3 phòng ngủ, 2 toilet, 1 phòng thờ, 1 phòng khách và 1 phòng bếp. Tường ốp gạch men hết toàn bộ nha quý vị. Nhà khá là đẹp. Quý vị nào sở hữu căn nhà này thì xin tặng một bộ ghế salon rất đẹp nha. Rồi, mình xin nói giá rồi mình kết thúc video luôn. Một căn nhà phố mặt tiền đường, cách tỉnh lộ 8A5A 50m. Đường trước nhà là đường nhựa, xe tải. Diện tích căn nhà này ngang 4m2, dài 23, 1 trệt, 1 lầu, 3 phòng ngủ, 2 toilet, 1 phòng thờ, 1 phòng khách. Tặng luôn bộ ghế salon, sổ hồng chính chủ, giá bán 1 tỷ 850 triệu, bao giấy tờ thế công chứng. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả trong nước và ngoài nước và nhà đầu tư luôn ủng hộ kênh của em. Quý vị nào chưa đăng ký kênh nhớ đừng quên đăng ký để theo dõi thông báo video tiếp theo cũng như là giá cả thị trường của bất động sản Cần Giuộc Long An. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.